Kenneth bây giờ mà double kill thì cái bom sai B này chắc chắn là bị thủng hoàn toàn này. Ui. Ui. Ôi, kê tâm đến từ Kenneth kìa. Cái gì mà xảy ra vậy? Anh em. Một quả flash thì sẽ cực kỳ khó retake bởi vì G2 họ đặt bom ở cái vị trí khá là đẹp và cái vị trí đứng của họ cũng đẹp chả kém đâu. Và Tizian cũng cái đội làm như nào đây? Kenneth có cái mạng của Kito. Kenneth có double kill cho riêng mình rồi và Amadek hạ gục Tizian. Cái round thứ 8 nó thuộc về G2 rồi các bạn ơi. Đây là một tình huống Kenneth có thể làm được. Vâng, khó thì Kenneth thi đấu rất hay. Và chúng ta cùng chờ xem Kenneth sẽ xử lý như nào đây. Với khẩu ốp trên tay hoàn toàn có thể làm được. Flick là chính xác rồi. Bên kia cũng đang cầm ốp và đây là Dexter. Cuộc đối đầu giữa hai opper. Tôi vừa nói đến hai opper này ngay đầu round đấu và Kenneth cần phải thể hiện ngay lập tức. Biết được đối phương ở đâu chưa? Di chuyển là con kia. Hai tượng đài. Đây là cái mà tôi nói đến. Vâng, một opper vĩ đại của làng CS. Một pha bật quá tuyệt vời của Kenny. Của mình đúng không? Khả năng tap mà one tap rất tốt. Bây giờ thì tràn B, dập luôn lửa nhưng mà nét đau quá. Bây giờ ui, máy nghiền thịt. Nó là một cái máy nghiền thịt đến từ Nexa và Kenneth. Có thể thấy không? Ui, đúng lúc đấy Chopper lại bỏ đi. Thế là mình bước qua đời nhau rồi. Lên bom say A là clear. Trong khi đó Nico bảo vệ. Anh em ơi, tôi đẩy được 3 led rồi. Anh em về B đi. Thôi xong rồi. Và bây giờ thì C4 sẽ được đặt. Nhưng vấn đề là chỉ còn 10 giây. Nico bây giờ mà móc kịp thì cũng sẽ là hay dành cho bên phía G2. Nico ơi, chạy đi anh ơi. Thả nút quắc ra. Thả nút quắc ra và hết giờ. 16-8 dành cho bên phía G2. Trong đó G2 trốn hết đi rồi. Dexter đổi một sao nhé. Kết thúc đi à. Và đánh thành công nhưng vẫn còn Nexa. Vâng, Nexa. Các thành viên của phía Team Sweet không hề nghĩ rằng còn người. Nexa làm đôi cầu đê rồi. Thì hướng đưa về là hai vết tay. Đang có người móc về từ chuối. Nó hắn tới nhưng Nexa là những cái bàn thứ 3. Ôi, Nexa. Quá tuyệt vời với khẩu đê mà thôi. Đang kẹp đến 4 người ở middle và hoàn toàn có thể hỗ trợ được bom xe A một cách rất nhanh chóng. Nhưng quả smoke được ném về khu vực bom xe B và đây là một tình huống fake của các thành viên G2 Esports. Và bên phía Team Spirit họ bị lừa rồi. Tất cả chạy SVB. Bắt đầu bắn nhau mà kích đổi 1. Dexter đang bắn. Headshot được Kenneth rồi nhưng C4 sẽ được đặt dành cho bên phía G2 mà thôi. Tình huống được đưa về là 3v3. Nico kết thúc cho mình các bạn của Mia và đem về một cái double kill. Đây rồi, đây chính là cái cơ hội để họ có thể rút ngắn. Khi mà tình huống là 3v2 đang hơi khó, Chopper không hề có kit. Chỉ có đó là một quả flash và một quả nade mà thôi. Hãy cùng xem Magic ở đây tận dụng quả flash để Bunny vào nhưng Bunny không thành công.